Em chào cả nhà nhá. Nên em có quý tí mẹ bồng con này các bác ơi. Quý tí mẹ bồng con này nha. Đây, quý tí mẹ bồng con này. Đó, cái này to nhá. Quý tí mẹ bồng con này 200k này. Còn đây là nhạn rời nhá. Nhạn rời này, lô này 30 cây nhá, 500k này. Cả to cả nhỏ, toàn hàng đẹp luôn các bác ơi. 500k nhá. Còn lô này to hơn nhá. Lô này to hơn này, lô này cả nhạn cả trâu này. Trâu mấy cây á? 2 này, 3 này, 4, 5. 5 cây trâu với lại mấy cái nhạn to nhá. Toàn lá mít, nhạn lá mít mấy rất là nhiều luôn. Lá mít cả lá xếp nha. Đơn này cả lá mít cả lá xếp cả trâu này, đơn này cũng 500 này. Đó. Còn đây là nhạn to nha các bác ơi. Cây nhạn to này. Một khúc 2 cây này, đẹp luôn nha. Khúc 1 cây này. Đó. 4 cây này 500 này, 4 cái nhạn to này 500 nha. Quá rẻ luôn các bác ơi. Đẹp luôn nhá, 4 cái nhạn này nhá. 4 cái nhạn to này 500 này. Khúc 2 cây này. Đơn này cũng to nha, 1 này. 2 này. Một khúc 2 cây luôn. Đơn này 400 này. 400 nhá, 4 cây. 400 này. Đây nhà nhạn đẹp luôn nhá, nhạn vừa vừa lá mít này. Đây, lá mít đẹp luôn này các bác ơi, lá mít này. Lá mít trái lá tròn nha. Lá xếp này, ba này. Đó, 1 2 này. 3 4 5, 5 cây này. 6 cây này. 7 8 8 cây này 400 nha, đơn này nhá. Rất là đẹp luôn. 8 cây này 400 này. Đẹp luôn nha các bác ơi, 8 cây này 400 này. Còn lô đẹp luôn nhá. Còn lô này lô quế tím nha các bác nha. Quế tím này. Quế tím này 300 thôi nha, rất là nhiều cây luôn, 300 này. Đây hết tần tật luôn nhạn này nhá. Em chỉ biết bao nhiêu khúc đâu, 2 này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. 8 này. 9 này. Có cả cái to này 10 này. 11 này, đó 11 cây này 400 nhá. Đơn này rất là nhiều luôn này. 11 cây 400 nha. Nhiều luôn nha. Còn lô này thì lại khác nha. Đây lô này 1 này, lá mít nha. 2 lá mít này. 3 lá mít này. 4 lá mít này, toàn đẹp luôn. 5 này. 6 này, 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. Đây lô này thì 350 nhá, 11 khúc này, 350 này. Bác nào yêu gọi về cho em nhá. Em chào các bác nhá.